quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách hai pho tượng Phật Tổ được làm bằng gỗ hương nguyên khối, rất là dày dặn, to, đẹp. Hình tướng của ngài thì rất là trang nghiêm. Và pho tượng này thì cao 1m08, chiều dài chắc là được tầm khoảng 80. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Ngọc Anh vừa giới thiệu với quý khách công ty vừa làm xong được hai pho tượng Phật Tổ Như Lai. Đây là hai pho tượng được những người nghệ nhân làm rất là lâu và đã xong. Sau khi mà có hai pho tượng màu sáng, những pho tượng này thì cái dáng ngồi rất là trang nghiêm và cái thế ngồi thì rất là đẹp. Ngài đang ngồi, Đức Phật đang ngồi kiết già, và áo thì mặc vắt chéo với gương mặt rất là từ bi và tràn đầy tình yêu thương. Đức Phật bằng gỗ hương này, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai là các cái mẫu mới ra của năm 2022. Ngày trước là các cái mẫu này không có, chỉ là mẫu tượng Phật theo miền Bắc. Còn đức tượng Phật Tổ Như Lai này thì Hướng Mai có một nhân duyên là có được diện tướng do một thầy đưa cho. Thì sau đó thì những người nghệ nhân đã làm được ra được hai pho tượng Phật Tổ rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Và những pho tượng này thì vì rất là to cho nên là Hướng Mai nghĩ là để ở chùa hoặc là những nhà thờ Phật thật là to thì để sẽ vừa đủ. Còn lại thì trong gia đình thì có những pho tượng nhỏ hơn, ví dụ như là đức tượng Phật cao 60 hoặc 50 hoặc 48 hoặc 35 thì sẽ để vừa trong các cái ngôi nhà của các gia đình quý Phật tử. Và với những cái hình tướng đức tượng Phật Tổ Như Lai đẹp và trang nghiêm thanh tịnh như thế này thì quý khách khi mà thờ Đức Phật thì sẽ có được cái sự an yên cũng như là sự có niềm tin bất động vào Đức Phật, cũng như là có hình tướng của ngài thì mỗi khi mà mình nhìn thấy cái bản thể thanh tịnh của ngài cũng là một trong những cái động lực để cho các Phật tử tu tập tinh tấn. Và đời này thì Hướng Mai thấy là có một điều may mắn nhất của những người Phật tử cư sĩ tại gia là họ được giác ngộ với đạo Phật. Mọi thứ đều có thể là nhìn với một cái góc nhìn của Phật pháp, thì tất cả mọi thứ, mọi vật, mọi hiện tượng đều có trên đời này đều có nhân duyên đến với mình, không có tốt, không có xấu, mà đạo Phật thì là không có đúng, không có sai, mà đều theo nhân quả mà vận hành. Thế và khi mà một người Phật tử được thờ Phật Tổ Như Lai thì sẽ học được các cái giáo lý của Đức Phật, hiểu được cái con đường khổ vô thường vô ngã để mình sống một cuộc đời an yên. Mỗi người đều sinh ra trên cuộc đời này thì đều có một sứ mệnh, và sau khi mà sứ mệnh của mình đến trên cuộc đời này, mình có thể dùng các cái thời gian của mình vừa làm việc đời nhưng mà mình cũng có thể vừa tu tập theo đạo của Đức Phật, để mỗi một đời thì mình có được giác ngộ một chút, mình giải thoát một chút sẽ làm cho tâm hồn của mình cũng như là cái trí tuệ của mình nó được khai sáng hơn. Và khi mà mình theo hạnh nguyện của một người Phật tử thì mình sẽ được có nhân duyên gặp các thầy thiện tri thức, cũng như là tìm các cái cuốn sách mà mình đọc về con đường của Đức Phật thì mình sẽ hiểu là đạo Phật là đạo của tình thương yêu và sự hiểu biết, từ bi và trí tuệ. Tất cả những pho tượng này thì của nhà Hướng Mai thì cũng có những pho như là cao 60, cao 50, cao 40, cao 35 thôi, đều làm bằng gỗ hương. Tuy nhiên là những người nghệ nhân thì muốn là cho nó đa dạng màu sắc thì đã sơn các cái màu này để cho cái căn phòng nó sửa lên sáng hơn. Và hôm nay thì với rất là nhiều tượng Phật Tổ Như Lai, hình dáng, hình tướng rất là đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh và gương mặt rất là từ bi, ngài đang mỉm cười. Hướng Mai xin giới thiệu với toàn thể gia đình quý khách, khi mà quý khách là những Phật tử tại gia mong muốn có được những pho tượng Phật thật là đẹp thì hãy đến với số 1 Đồng Kỵ công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để
biết được thêm thông tin thì cũng có thể gọi điện qua các số như là 0972 514 668 hoặc 0912 298 044. Hương Mai xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, tinh tấn và thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của đồ gỗ Hương Mai. Kính chúc quý khách có đầy đủ năm phước báo của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.